Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tên. Gót mòn tiệm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm mại, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Kế toán bán hàng. Bán hàng gì? Dạ bình ắc quy với thiết bị điện. Ồ, ở dưới đó luôn với Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi. À, từ Bình Phước chạy lên đây. Dạ đúng rồi. Hẹn hò ăn trưa xong chạy về. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. À, chào bạn trai đồi đối diện ha. Mình tên là Nga, mình đến từ Bình Phước. Bình Phước luôn? Bình Phước ạ. À, em đang làm kế toán ở công ty ô tô. Nga năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi? Ủa hồi nãy em nói em nhiêu tuổi tính? Dạ 28. Là sinh năm bao nhiêu? 91. 91. Dạ. Em sinh năm nhiêu? 90. 90. Ồ. Mình có ngại khi bạn gái mình lớn hơn mình một chút không? Dạ không, sinh năm 90 nhưng năm nay là tuổi ngọ. Tuổi ngọ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp hả? Hợp hả? Dạ, hai tuổi này là hợp nhau nhất luôn á. À, nhưng mà em có ngại bạn trai mình nhỏ hơn mình không? Dạ cũng không ạ. Không luôn. Ở Bình Phước em ở đoạn nào? Hai người trò chuyện coi biết đâu mình gần nhau sao? Mình ở đoạn nào hả Tín? Ở Hớn Quản bạn. Hớn Quản hả? Đúng rồi. À, Nga ở Bù Nho á. Bù Nho. À, Bù Nho, Phú Riềng á. À, cách nhau 40 cây số. À, từ nhà em mà qua nhà bạn Tín là khoảng 45 phút. 45 phút cũng được, hẹn hò cũng dễ mà đúng không? Trước mắt là hồi thấy là bấm nút là hay không bấm nút gì cũng đi về chung đường rồi đó. Dạ. À, rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ em là hiền, dễ gần, với hòa đồng á. Em có sở thích là em thích hát, hát không hay lắm mà thích hát. Không biết bạn gái bên kia có thích hát không? À, mình rất là thích hát và mình hát cũng được, nghe được. À, vậy thì mình anh xin gửi tặng em một đoạn cũng như chương trình một đoạn nhé. Mời Tín. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tên. Gót mòn tiệm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm mại, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Xin hát à? Hay. Bạn gái đáp lại liền. Em sẽ hát tặng anh một bài, đó là khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mở cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Nói chung là cũng có tâm hồn ca hát, như vậy là cũng phù hợp với nhau rồi. Ngoài ra em còn điểm mạnh điểm yếu gì nữa? Em thì vui vẻ, hòa đồng và thích làm những cái đồ handmade á. Còn điểm yếu của em thì hơi nhút nhát và đôi khi cũng hơi bướng bỉnh một tí. Nhút nhát mà lại bướng bỉnh. Thế còn trong tình trường, bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình hồi sinh viên. Và lúc đó khi mà sinh viên á, mình đang còn trẻ con bồng bột nên là yêu nhau 2-3 năm cái cũng có một số xung đột, cái làm cũng không có hòa giải được. Rồi từ đó tới nay là rất là lâu, tại sao bạn vẫn không tìm được một người nào nữa? Em nghĩ là chắc là chưa có duyên. Mình có kén chọn quá không? Mình có khó tính quá không? Em nghĩ là em không có khó tính lắm đâu. Có ai đeo đuổi mình hay mình có yêu đơn phương ai đó không? À, dạ cũng không ạ. Không luôn. Em trai, bao nhiêu mối tình rồi cơ? Dạ nó vượt con số 2 rồi chị. Cái mối tình mà sâu nặng nhất đó là cách đây 3-4 năm rồi. Quen được 4 năm. Thôi 4 năm tại sao chia tay? Dạ vì cái lúc đó là mình em ra trường á, nói chung là tìm cái công việc ổn định á, nó chưa có. Em định là kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng mà bạn nữ đó không chờ được đó, nên chia tay mấy tháng là với bạn nữ lấy chồng luôn. Chia tay em quen với em 4 năm mà chia tay mấy tháng lấy chồng luôn. Dạ. Lấy ai vậy? Cái người đó em có biết không? Dạ không. Có nghĩa là người ta muốn lấy chồng lắm rồi. Dạ. Nhưng em không ngỏ lời. Dạ. Thế bây giờ lần này nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân? Dạ có thể trong năm 29 luôn. Sao lần này vội vã vậy? Dạ không vội vã đâu chị. Em cái gì cũng em quyết định nhanh lắm, quyết định em phán đoán chính xác là quyết định thôi. Rồi. À, mẫu người lý tưởng của em là gì? À, anh ấy phải là một người chững chạc và biết quan tâm chăm sóc vợ. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao em hơn em khoảng 5 đến 10 phân. Em thì tại vì hơi lùn. Cao hơn em khoảng 5 đến 10 phân. Dạ. Cho chị xem. Em hãy đoán thử chàng trai ấy là ai. Em hãy cho cô ấy một vài cái gợi ý, ba cái gợi ý về em để cho cô ấy nhận ra. Thích mặc áo sơ mi. Thích mặc áo sơ mi. Thích mang giày đen. Thích mang giày đen. Để tóc gọn gàng.
tóc tai gọn gàng. Anh hơi mập đúng không ạ? Không hỏi nữa, chỉ có ba điều đó thôi. Đố vui có thưởng, nói sai có phạt. Rồi em cứ tạm giờ cầm đó đi, một chút xíu nó mở ra rồi em sẽ tự biết mình được thưởng hay được phạt. Còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng em thì không có cần quá xinh đẹp, chỉ cần ưa nhìn được rồi. Cái chiều cao thì 1m52 trở lên là được. Tóc không để quá ngắn như tóc của con trai. Hiền dịu, lâu lâu bướng bỉnh cũng được không sao. Tại con gái là phải bướng bỉnh nhõng nhẽo rồi, như đó thôi. Được rồi, bây giờ hãy cầm tấm hình đó lên đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa trái tim để xem nhận định của bạn đúng hay sai nha. Mở cửa trái tim. Chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em? Xin cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ha. Tặng đi, cứ tặng hết đi. Mèo may mắn, chúc anh may mắn. Dạ. Cảm ơn em. Bây giờ em có nhìn thấy ảnh không? Không nhận ra. Nhìn như vậy rồi mà còn không nhận ra nữa. Đúng rồi, hình ảnh đôi khi nó khác với bên ngoài cho em. Dạ. Đây. Đây. Cô gái ấy đoán em là anh này. Bạn thân của anh đó. Bạn thân, thân ai nấy lo đó. Có vợ, có con rồi. Đây, ảnh là anh này nè. Ảnh gần đứng cô gái ấy. Ủa, cô gái này là ai đứng sát nhau quá vậy? Dạ, bạn luôn. Bạn luôn. Có chồng, có con rồi. Đó, nhận ra chưa? Rồi bây giờ em muốn phạt cổ cái gì đây? Phạt em về làm dâu mẹ anh. Phạt em về làm dâu mẹ anh. Trời ơi, cái này khó quá. Cái này chút xíu nữa mới tính được nha. Thôi bây giờ như vậy, chơi một trò chơi nha. Bây giờ trên tay chị Tường là một sắp bài. Ở trên này là có những cái yêu cầu chương trình đưa ra. Bạn nào bốc thăm rồi phải đọc lên cái yêu cầu đó và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Đồng ý không? Đồng ý chị, sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời em trai trước. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Chị Tường sẽ kiểm tra. Không làm được bị phạt. Làm đi. Làm sao ta? Trước giờ bà có phải là tiếp người lãng mạn không? Tiếp người lãng mạn nhưng mà nếu thể hiện nó bất ngờ quá, đột ngột quá. Làm đi, nếu không thì sẽ thục dầu 10 cái là toát mồ hôi luôn đó. Bạn có thể bước qua đây. Nhưng mà bên trong. Quay qua đó, qua vòng bên đây. Muốn làm gì đó em làm, em muốn nói gì đó em muốn. Làm cái gì mà thấy nó lãng mạn, chúng muốn làm, muốn nói, muốn hành động, muốn ca hát, nhảy múa. Muốn nói gì nói, nó nghe nó lãng mạn một xíu. Trước giờ em có tin vào tiếng sét ái tình không? Dạ, cũng có. Anh thì anh không tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng mà từ khi gặp em thì anh suy nghĩ lại cái chuyện điều đó. Được, nổi da gà không em? Có nổi da gà không em? Cái này chắc xạo quá à. Không, thiệt mà chị. Thiệt không? Thiệt. Tôi nghi dung lắm nha. Thiệt mà. Nhưng mà em có thấy lãng mạn không? Dạ có. Vậy là hợp lệ rồi, không bị phạt. Mời em. Rồi, đọc lớn lên. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi, đứng lên đi. Anh rửa rồi, không sao. Cảm thấy như thế nào? Thơm chị. Thơm hả? Tay thơm luôn hả? Không, thơm thiệt. Thơm thiệt. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho các bạn ít phút để các bạn sẽ tự do trò chuyện riêng với nhau. Và trước khi chị Tường rời khỏi chỗ này thì chị Tường cũng đã gọi sẵn thức ăn cho hai em ăn rồi, biết là đói bụng rồi. Xin mời đồ ăn lên. Trước mặt hai bạn đó là Tường đã gọi cho hai bạn là bò hải sản và cơm kim chi. Đây là những món ăn của nhà hàng thức ăn nhanh Mr. Stick. Nó nằm ở địa chỉ là 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Cái này là cái quán thức ăn nhanh á, mình có thể đến đó trực tiếp mình gọi luôn, mình mang đi. Hoặc là mình ở đâu đó mình điện thoại, chỉ cần một ít chút xíu sau thì họ sẽ mang đến cho mình còn nóng hổi luôn. Mời hai bạn ăn thử món ăn ngày hôm nay, chị Tường mời nha. Rồi, chị Tường cũng ra ngoài ăn đây. Nhớ vừa ăn ngon, vừa cảm nhận món ăn và vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, cảm ơn chị. Bên đây là bò. Này em ăn được cay không? Cơm. Không, nhìn hấp dẫn đó. Dạ. Anh có hay lên Sài Gòn không ạ? Thỉnh thoảng cũng lên. Thường có khi một tháng hai tháng. Anh có bạn ở đây. Mấy người trong hình lúc nãy á là ở Sài Gòn không á? Mời anh ha. Mời em. Cái bò rất là mềm. Cái này rất là ngon. Cái bữa trưa này là anh cảm thấy là hạnh phúc.
thì được gặp em. Dạ. Anh đi lên từ Bình Phước lên đây là từ lúc mấy giờ? À, lên từ sáng. Lên từ sáng luôn hả? Nếu mà em cũng làm kế toán, anh cũng làm kế toán, anh cảm thấy như thế nào? Nó là một điểm chung đó. Nhưng mà tùy thuộc công việc, có thể là bên em, cái kế toán của em làm khác anh. Cái toán của anh là nó đơn giản lắm, nó chỉ có nhập hàng vô, rồi kiểm hàng, rồi làm báo cáo số liệu bán hàng, rồi những cái báo cáo quyết toán cuối tháng hoặc cứ theo chương trình thôi. Em có thích con trai nhậu không? Nói chung nhậu thì cũng được, nhưng mà mình phải biết điểm dừng. Trước giờ thì ít ai mà thấy anh say lắm. Anh chưa say bao giờ hả? Không, anh say nhiều rồi chứ, nhưng mà anh có cái điểm dừng của anh. Có nghĩa là anh sẽ chừa cái đường về. Em có thích con trai hút thuốc không? Nói chung em không có thích hút thuốc. Tại vì hút thuốc hại sức khỏe lắm anh. Mình nhậu thì lâu lâu mình có thể nhậu được. Còn hút thuốc thì giống như là nó bị nghiền đó. Anh không hút thuốc. Anh không uống được cà phê. Anh không hút thuốc. Ở Bình Phước mà không biết hút uống cà phê luôn hả? Phê. Anh uống bị say. Say, say cà phê. Đúng rồi. Anh giống em rồi đó. Có say không? Dạ có chứ chị. Đang nói về tật xấu của nhau nè. Dạ. Quan điểm về tình yêu của hai bạn là như thế nào? Đối với em thì em muốn hy vọng người chồng tương lai của mình á là phải chung thủy. Mình phải biết tin tưởng nhau, đặt niềm tin vào đối phương. Thế còn em? Người vợ tương lai em thì thứ nhất mình chỉ cần hiếu thảo. Cái vấn đề mà việc nhà đó thì có thể mình cùng nhau chia sẻ nhau, mình giúp đỡ nhau. Tình yêu là phải chia sẻ trong cuộc sống ha. Nãy giờ chúng ta cũng đã có một ít phút để nói chuyện với nhau, cũng có cùng ăn chung với nhau bữa cơm. Thì thế bây giờ chị Tường muốn trước khi chúng ta quyết định bấm nút là chúng ta hãy nói thật lòng mình. Ngay thời điểm này mình đang có suy nghĩ như thế nào? Đến chương trình này hãy gặp nhau, chúng ta gặp nhau là có duyên rồi đó. Nhưng còn đến với nhau được hay không đó là còn cái nợ nữa. Nhưng mà anh sẽ cố gắng mượn nợ của em. Đối với em thì em luôn quan trọng gì đến chuyện duyên. Mình gặp nhau ở đây, ngồi ở đây là cũng là một cái duyên rồi. Nếu mà có bấm nút hay không bấm nút thì chúng ta cũng có một mối quan hệ tốt đúng không? Dạ. Vì thôi mình đồng hương, cũng gần dạ, nhà nhau. Đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Ở cái nút bấm này nó rất là thiêng liêng. Bấm nút là hẹn hò, yêu đương trai gái. Không bấm nút thì các bạn có thể là bạn bè gì đó, tùy các bạn. Nhưng bấm nút là người yêu của nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút rồi, xong rồi đường ai nấy đi là không đúng với cái nút bấm này nha. Chúng ta đến đây là tìm một nửa yêu thương của mình và hy vọng tìm hiểu để trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Có rất nhiều người đang theo dõi chương trình này trên kênh YouTube. Nếu như mình không rung động mà mình bấm nút là mình sẽ mất cái duyên của mình. Cho nên chúng ta chỉ bấm nút bằng trái tim mách bảo, có rung động mới bấm, không vì lịch sự, không vì một bất cứ lý do gì. Nhắm mắt lại, hãy cảm nhận cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, cảm nhận về đối phương và hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất may mắn là trái tim đã cùng phát sáng. Mời bạn vào bên đây. Anh thì nắm tay em rồi. Đương nhiên bắt buộc phải nắm chứ không phải là nắm được hay không. Chúng ta đã trở thành bạn trai bạn gái với nhau rồi dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Và chị Tường hy vọng rằng với cái quyết định đầu tiên của ngày hôm nay, đó là một cái tiền đề, đó là một cái chất xúc tác để cho hai bạn có thể có được một cái chặng đường dài bên nhau. Hãy vun đắp cho tình yêu của mình, hãy đi đến bến bờ hạnh phúc. Cố gắng. Cảm ơn chị Cát Tường. Tường thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn một chiếc vé xem phim.